Jin Tuấn Kiệt để ảnh khóa môi cùng Puka làm hình nền điện thoại. Nhắc đến những cặp đôi được dân mạng đẩy thuyền nhiều nhất thời gian gần đây, không thể không nhắc đến Puka, Jin Tuấn Kiệt. Dù liên tục phủ nhận, song cả hai vẫn liên tục lộ loạt hin hẹn hò, dùng đồ cặp, khiến fan nhiều fan bấn loạn. Mới đây nhất, trong một talk show với sự tham gia của Jin Tuấn Kiệt, Trịnh Thăng Bình và Khánh Phương, các fan của cặp đôi Jin Pu đã soi ra được khoảnh khắc đặc biệt liên quan đến cả hai. Trong một khoảnh khắc của chương trình, Jin Tuấn Kiệt đã vô tình để lộ màn hình nền điện thoại của mình. Cụ thể, tấm ảnh mà chàng Jin để trên điện thoại của mình được cho là một nửa của một tấm ảnh mà anh và Puka cùng chụp chung. Bức ảnh là khoảnh khắc một nam một nữ khóa môi nhau, được netizen nhận xét là rất giống với Jin Tuấn Kiệt và Puka. Trước đó, Puka cũng từng để lộ một tấm ảnh tương tự trên story. Bởi thế, nên không khó để fan nhận ra điều này. Chứng kiến khoảnh khắc này, nhiều fan đã được dịp đẩy thuyền, hy vọng cặp đôi sẽ sớm công khai và về chung một nhà thời gian tới. Trước đó, Jin Tuấn Kiệt và Puka cũng từng không ít lần bị cộng đồng mạng tóm sống khoảnh khắc tay trong tay tình tứ xuất hiện cùng nhau hay tham dự một sự kiện. Dù vậy, và cho biết rằng họ chỉ đang trong mối quan hệ bạn bè chị em thân thiết và muốn được chú ý nhiều hơn ở khía cạnh nghệ thuật.